Khẩn trương các biện pháp hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ vào chiều qua. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện đến các khu vực sạt lở có người bị vùi lấp và các khu vực bị cô lập để khẩn trương cứu hộ cứu nạn. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ. Còn các bộ ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chủ động xuất cấp hàng kịp thời cho các địa phương. Các mặt hàng xuất cấp thì phải đảm bảo chất lượng, phân bổ đúng đối tượng và đúng mục đích sử dụng. Đến đêm qua thì vẫn chưa tìm thấy 14 người mất tích tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tỉnh đã tăng cường các phương tiện cơ giới hạng nặng để san ủi bùn đất đá, dọn dẹp cây cối đổ ngã, thông đường tiến vào hiện trường sạt lở ở xã Trà Leng và Trà Vân. Vâng, công tác ứng cứu thì gặp rất nhiều khó khăn bởi vì xung quanh đều là đường độc đạo, rồi thì đồi núi bị sạt lở chia cắt, thông tin liên lạc thì bị gián đoạn. Chiều tối ngày hôm qua thì lực lượng cứu nạn đã đến được hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Leng. Những hình ảnh đầu tiên về hiện trường sạt lở ở đây được các phóng viên ghi lại trong chiều tối qua. Sau 6 giờ đồng hồ vừa đi bộ cũng như đi bằng đường thủy, bằng cano và xuồng máy và sau đó là cắt rừng thì chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường của vụ sạt lở núi kinh hoàng ngày 28 tháng 10 vừa qua. Quân khu 5 tỉnh Quảng Nam cũng như chính quyền huyện Nam Trà My đang tích cực để mà nỗ lực tìm kiếm. Dẫu đã về đêm, ánh mắt người dân ở Trà Leng vẫn đang hy vọng vào việc tìm kiếm của lực lượng cứu hộ. 11 ngôi nhà đồng bào dân tộc nằm gần khe suối, đất đá bùn vùi lấp toàn bộ, có cả người thân của họ chưa tìm thấy. Mà xuống dân loàn chả không kịp, người thì ráng, người thì lo thôi chả hết thì cũng chưa tìm sót được chồng luôn. Đa số không còn kia. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng săn bắt, trồng trọt, nhờ vào con suối ven làng. Sau bão số 9, nước từ thượng nguồn tràn xuống bất ngờ, cả làng bị nhấn chìm, không còn dấu tích. Những người còn sống sót hiện trong cảnh màn trời chiếu đất, làng vẫn đang bị chia cắt, cô lập cả về giao thông và thông tin liên lạc. Hiện việc tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp chủ yếu thực hiện bằng những dụng cụ thô sơ và dựa vào lực lượng tại chỗ của địa phương. Là ổn định cho người dân, những nơi sống tạm thời, và cung cấp những cái điều kiện cần thiết cho người dân. Và nhờ cái Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Sở Giao thông Vận tải cũng trong cái việc mở đường thông tuyến và tìm kiếm cứu nạn. Trong số những người mất tích, người dân ở Trà Leng hy vọng họ vẫn còn sống. Do khi xảy ra sạt lở, nhiều người bỏ chạy theo nhiều hướng lên núi. Hiện ở hiện trường, ngoài lực lượng quân đội, có nhiều người dân đồng bào dân tộc Ca Dong ở các làng lân cận cũng đến giúp tìm và cứu những người bị nạn. Họ đi bộ 10, 20 cây số từ hôm qua đến nay. Cùng với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, thì tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, các y bác sĩ cũng đã trắng đêm để cứu chữa và động viên 8 nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở tại Trà Leng đang nằm điều trị. Ghi nhận của các phóng viên Đỗ Vinh và Hữu Thịnh. Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My đêm 29 tháng 10. Dù điện lưới quốc gia bị cúp, nhưng máy phát điện chạy hết công suất để phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân. Không kịp mua thức ăn và cũng không thể mua thức ăn, những người dân địa phương tình nguyện nấu cháo phục vụ các y bác sĩ và cả bệnh nhân. Những bát cháo giữa đêm không chỉ ấm bụng mà còn ấm cả trái tim. Bởi do mất người thân, dù được cứu sống, nhưng ai nấy đều hoang mang. Không chỉ làm thầy thuốc mà các y bác sĩ ở đây còn làm người thân của những bệnh nhân. Các y bác sĩ ở lại túc trực cho các bệnh nhân, 8 bệnh nhân còn lại cũng như là việc cấp cứu của những bệnh nhân từ Trà Leng chuyển về tiếp theo. Hiện tại thì những bệnh nhân thì đa số là chụp phim có vấn đề gì, nhưng phần lớn là bệnh nhân họ chấn động tinh thần và hoang mang do mất người nhà và mất tài sản. Bản thân anh em y tế ở Trung tâm Y tế Bắc Trà My thì cũng hết sức cố gắng trong điều kiện có thể, cũng như là phối hợp phân loại bệnh nhân, điều tiết trong việc cấp cứu bệnh nhân để kịp thời đưa cho bệnh nhân sớm về tuyến trên để điều trị tốt hơn. Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tại xã Trà Leng chiều hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm được 33 người mất tích còn sống và 6 thi thể nạn nhân bị vùi lấp.
Sáng sớm nay thì lực lượng cứu hộ của tỉnh Quảng Nam cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm 6 nạn nhân còn lại của vụ sạt núi tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. 5 nạn nhân thì đã được tìm thấy từ ngày hôm qua. Và đây là những hình ảnh về hiện trường vụ sạt lở do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc cung cấp cho phóng viên VTV. Tỉnh Quảng Nam đã lập ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Trong đêm qua, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm xe cơ giới để cố gắng thông đường tiếp cận hiện trường. Nhưng do địa hình quá hiểm trở và sạt lở cắt mất đường tại nhiều điểm, thế nên là việc thông đường không kịp hoàn thành được trong đêm ngày hôm qua. Và như vậy là chỉ trong một ngày 28 tháng 10 mà đã có tới 4 vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở tỉnh Quảng Nam, gây thiệt hại rất nghiêm trọng. 4 vụ xảy ra ở các xã Trà Vân và Trà Leng của huyện Nam Trà My, xã Phước Lộc của huyện Phước Sơn và tại huyện Tây Giang. Vâng, từ lâu thì các chuyên gia đã nhấn mạnh những nguy cơ sạt lở đất ở miền Trung bởi nơi đây hội tụ đủ các yếu tố bất lợi. Các yếu tố như là địa hình đồi núi dốc đứng và nền đất đá lại rời rạc. Vâng, đặc biệt là khi có thêm những yếu tố tác động khác như là mưa lớn thì sạt lở đất lại càng dễ xảy ra. Và để có thể dễ hình dung về nguy cơ sạt lở ở miền Trung khi mà mưa lũ thì mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh trong mô phỏng sau. Khi có mưa lớn thì mưa xối trên bề mặt rồi ngấm sâu vào lòng đất khiến cho kết cấu đất bị phá vỡ. Từ những khối đất gắn kết chắc chắn thì đất sẽ trở nên lỏng lẻo thành những khối bùn nhão và rất dễ bị trọng lực kéo sạt từ trên đỉnh núi xuống, vùi lấp nhà cửa của người dân ở dưới chân núi. Sạt lở đất là loại hình thiên tai xảy ra trên quy mô nhỏ nhưng mà thiệt hại thì cực kỳ lớn và nó là một trong 3 loại hình thiên tai gây thiệt hại về người nhiều nhất ở nước ta trong 10 năm gần đây. Vì vậy mà bà con phải hết sức cảnh giác, nhất là các hộ sinh sống ngay dưới các chân đồi núi, ven sông suối là những nơi mà nguy cơ sạt lở đất rất cao. Nếu như quý vị và bà con thấy những dấu hiệu như là vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, có âm thanh lạ trong lòng đất, tiếng nổ lớn là nguy cơ sạt lở đất có thể sắp xảy ra. Hãy chạy thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh nhanh nhất có thể. Và tuyệt đối là chúng ta không đi qua lại gần quanh khu vực đã sạt lở, vì sạt lở có thể lặp lại cùng địa điểm. Còn việc tìm kiếm 2 trong số 3 tàu cá của tỉnh Bình Định mất tích trên vùng biển Khánh Hòa thì cũng vẫn tiếp tục được khẩn trương thực hiện trong sáng ngày hôm nay. Và trong số 3 tàu này thì có 1 tàu với 11 thuyền viên đã được tìm thấy và lai rắt về bờ từ hôm qua. 3 thuyền viên của tàu này đã tình nguyện sang tàu cứu hộ 473 đến vị trí gặp nạn của 2 tàu còn lại. 5 tàu hải quân, kiểm ngư, 2 máy bay được huy động để tiếp tục tìm kiếm trong ngày hôm nay. Đêm qua thì trao đổi với phóng viên VTV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm là sóng và gió ở khu vực tìm kiếm đã giảm xuống còn cấp 3, cấp 4. Việc tìm kiếm trong ngày hôm nay sẽ được mở rộng về hướng Đông Nam để có thể tìm nhanh cũng như là hiệu quả nhất. Đêm qua thì do khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa lớn, thế nên là lũ trên sông Cả của Nghệ An, sông Ngàn Sâu, sông La của Hà Tĩnh đang lên. Dự báo trong 6 giờ tới thì mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hà Tĩnh sẽ đạt đỉnh ở mức trên báo động 1 khoảng 50cm, sau đó xuống chậm. Và trong 6 đến 12 giờ tới thì lũ trên sông Cả tại Nghệ An, sông La tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lên. Sông Ngàn Phố tại Hà Tĩnh thì sẽ xuống. Mực nước 3 con sông này thì dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Riêng các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh và Quảng Bình thì cần phải đề phòng thêm nguy cơ về lũ quét, ngập lụt. Vâng, đúng là nguy cơ ngập lụt ở Hà Tĩnh là rất cao khi mà hoàn lưu của bão số 9 hôm qua đã gây mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật mạnh. Mực nước các sông ở đây lên rất nhanh chị ạ. Vâng, bên cạnh nguy cơ ngập lụt trở lại thì người dân ở đây còn phải đối mặt với cái nguy cơ sạt lở đất đang diễn biến rất phức tạp nữa. Hiện thì công tác ứng phó với mưa lũ đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai. Từ đêm qua đến nay, những trận mưa lớn liên tục đổ xuống địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lượng mưa đo được dao động từ 500 đến 700mm. Người dân vừa dọn nhà xong thì nay nước lũ đã ngập trở lại. Nhưng hiện tại thì do mưa lớn cộng theo gió rất mạnh thì tất cả các phương tiện ô tô đều không thể di chuyển được mà phải chờ đợi như thế này. Hiện tại thì ở Hà Tĩnh đang có mưa to đến nước to và nước sông thì đang lên nhanh. Tại huyện miền núi Hương Sơn, nước sông Ngàn Phố đang dâng cao. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Sơn Diệm lên 9,78m, dưới báo động 1 là 0,22m. Chính quyền địa phương buộc phải di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng sung yếu, vùng sạt lở nguy hiểm.
Lúc này, các hồ chứa nước Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi và hai thủy điện Hương Sơn và Hồ Hô đã đồng loạt xả lũ, khả năng nước lũ sẽ còn dâng cao trong đêm nay. Đối với nhà máy thủy điện Hồ Hô thì ngay từ đầu mùa mưa bão thì chúng tôi đã làm việc và đưa họ vào trong cái ban chỉ huy để có sự phối hợp tốt trong việc vừa vận hành xả lũ, đồng thời có cái phối hợp để người dân được nắm rõ được cái quy trình xả lũ đối với công trình thủy điện. Cái ban chỉ đạo nhà máy vượt địa phương phải vận hành nó phải đúng cái kịch bản mà cái phương án phòng chống lũ vùng hạ du đã đặt ra. Và hiện nay chúng tôi đã thông báo đến tất cả người dân trong vùng thông qua tin nhắn, thông qua các kênh khác nhau để bà con cập nhật tốt nhất cái tình hình điều tiết xả lũ của các cái nhà máy điện. Hiện Hà Tĩnh đã cho 80 trường học với gần 28.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ. Đến lúc này, người dân đã quá kiệt quệ trước các đợt mưa lũ dồn dập, lũ chồng lên lũ, không biết đến lúc nào bà con mới có thể ổn định lại cuộc sống. Mà hiện thì giao thông tại hầu hết các tỉnh thành miền Trung thì đều có những tuyến bị chia cắt, hư hỏng nghiêm trọng do ảnh hưởng của cơn bão số 9. Như là tại tỉnh Quảng Nam thì có nhiều tuyến đường bị chia cắt nhất. Nặng nhất là quốc lộ 40 đã bị sạt lở. Đoạn tuyến Bắc Trà My lên Nam Trà My dài khoảng 20 km, hiện có tới 4 điểm sạt lở. Riêng đoạn đường từ quốc lộ 40B lên hiện trường sạt lở ở xã Tràng Len của huyện Nam Trà My dài khoảng 16 km thì có 3 điểm sạt lở. Còn tại Quảng Ngãi, các xã ven sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Câu đều đang bị ngập lụt. Mưa bão cũng đã làm sạt lở 2 điểm trên tuyến đường Trường Sơn Đông, khiến giao thông từ Quảng Ngãi lên Kon Tum bị chia cắt. Còn Thừa Thiên Huế tuy chịu ít ảnh hưởng của bão số 9, thế nhưng hiện tại một số khu vực như là huyện Quảng Điền, hạ lưu sông Bồ, tỉnh lộ 4 đi qua 3 xã Quảng Thọ, Quảng An và Quảng Thành, giao thông cũng đang bị chia cắt. Người dân muốn lên thành phố Huế hay là trung tâm huyện Quảng Điền thì đều phải trung chuyển bằng đò.